Vâng, và xin chào cả quý bà con, quý anh chị đang theo dõi video. Tôi tên là Nguyễn Đình Tùng, là một kỹ sư trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Hiện tại tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OS và khu vực của tôi quản lý là khu vực sông Cầu, Phú Yên. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý bà con, quý anh chị phương pháp và cách xử lý nấm đồng tiền trước khi anh chị thả nuôi tôm và sau khi anh chị đã thả nuôi tôm. Thì đầu tiên, như anh chị đã biết thì nấm đồng tiền là một dạng địa y, là sự kết hợp cộng sinh của nấm và các loài tảo. Thì chúng phát triển cực kỳ nhanh. Ban đầu chỉ là những mảng nấm rất nhỏ trong ao nuôi, và sau đó chúng lan rộng ra khắp tất cả các thiết bị ở trong ao nuôi và cũng như là bề mặt ở trong ao. Thì chúng phát triển và bám lên bề mặt của ao, lên vỉ oxy, lên cầu nhá, lên nhái thức ăn, lên các đường ống và thiết bị trong ao nuôi. Thì đặc điểm của nấm đồng tiền là chúng rất là tanh, mà cái mùi tanh này thì lại hấp dẫn tôm của anh chị. Và khi tôm của anh chị ăn phải nấm đồng tiền thì chúng các loại nấm này sẽ tiết ra độc tố và gây bệnh đường ruột cho tôm. Tôm của anh chị sẽ còi cọc chậm lớn và có thể là bị rớt. Thì đồng thời nấm này cũng là nơi trú ngụ rất là tuyệt vời của các loại vi sinh vật gây bệnh đường ruột cho tôm, ví dụ như là vi khuẩn Vireo, các loại nguyên sinh động vật và các loại ký sinh trùng. Thì có thể là quý bà con, quý anh chị đã sử dụng các loại hóa chất, các loại thuốc ở trên thị trường để xử lý nấm đồng tiền nhưng mà chưa thực sự hiệu quả. Thì ngày hôm nay em xin chia sẻ đến quý bà con, quý anh chị phương pháp phòng bệnh và điều trị khi ao của anh chị bị nhiễm nấm đồng tiền. Thì bước đầu tiên anh chị phòng trị bệnh là lúc ban đầu anh chị cải tạo ao nuôi thì anh chị sử dụng cho em vôi đá, vôi CO ngâm lấy nước và sau đó là quét lên các dụng cụ thiết bị trong ao nuôi cũng như là bề mặt ao, và sau đó rải vôi lên khắp bề mặt ao, ngâm đến khoảng 2-3 ngày, sau đó xịt rửa. Và anh chị cũng phải diệt khuẩn bằng các loại hóa chất, ví dụ như là chlorine, như là BKC, diệt khuẩn tất cả các thiết bị ở trong ao nuôi trước khi đưa vào sử dụng. Thì nếu trong ao của anh chị đã có tôm thì anh chị phòng ngừa ra sao? Thì anh chị sử dụng cho em sản phẩm là Bronobol với liều là 1 lít cho 1.000 m³ nước, và anh chị đánh vào buổi chiều mát để phòng ngừa. Còn nếu trong ao của anh chị đã có tôm rồi thì anh chị sử dụng Bronobol, nhưng mà sử dụng với liều cao hơn là liều 2 lít cho 1.000 m³ nước và đánh vào buổi chiều mát. Và sau khi sử dụng sản phẩm Bronobol thì nấm đồng tiền sẽ mềm ra, dễ phong chóc. Thì anh chị lấy thiết bị ở trong ao nuôi của mình lên xà rửa sạch sẽ và sau đó đưa vào sử dụng. Còn về phần trộn ăn thì anh chị trộn ăn cho em từ 1 đến 2 cử kháng sinh, ví dụ như là côn chim, su chim hoặc là Cepho, với liều là 3g cho 1 kg thức ăn, để phòng tránh tôm của anh chị ăn phải nấm đồng tiền gây bệnh đường ruột. Tiếp theo thì các cử còn lại ở trong ngày thì anh chị trộn cho em men đường ruột liều cao như là Biogol, như là quan quy chim. Tiếp theo là ngày hôm sau thì anh chị sục khí cho em khoảng 2 gói Epizim BBT cộng với một lon quan quy chim, và sục khí khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó đánh xuống dưới ao để xử lý xác nấm ở dưới đáy ao. Thì sau khi sử dụng quy trình trên thì em đảm bảo rằng ao của anh chị sẽ giảm nấm đồng tiền một cách rất là triệt để. Thì nếu anh chị có những thắc mắc, những câu hỏi gì trong quá trình nuôi tôm, xin liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0378613648. Em rất vui lòng hỗ trợ và tư vấn anh chị. Thì lời cuối cùng là xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc bà con có một mùa vụ thành công, được mùa được giá và thành công với quy trình xử lý nấm đồng tiền như em đã nêu. Vâng, và xin chào quý bà con, quý anh chị.